Ngày 8 tháng 7, quân đội Israel đã mở rộng tấn công thành phố Gaza. Động thái này diễn ra ngay trong thời điểm lãnh đạo cơ quan tình báo Israel tới Ai Cập để tiếp tục các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn ở dạy Gaza. Israel đã điều động các đoàn xe tăng tiến vào trung tâm thành phố Gaza từ nhiều hướng khác nhau. Người dân Gaza cho biết đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra, khi các lực lượng Israel đã ném bom suốt đêm 7 tháng 7 cho đến sáng sớm ngày 8 tháng 7. Cơ quan y tế giải Gaza cho biết hàng chục người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công mới này. Tuy nhiên, lực lượng, lượng cứu hộ không thể tiếp cận các nạn nhân vì diễn biến căng thẳng trên thực địa. Quân đội Israel xác nhận đã tiến hành chiến dịch nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Hamas ở giải Gaza và tiêu diệt hơn 30 chiến binh Hamas.